giờ cảm ơn Chúa là cho công việc tốt, bây giờ họ độc thân cho nên dễ đi đâu đi ha, có đi đâu cứ bảo đi đâu thì đi đó, này giúp ai giúp, cho nên trong nhà thờ ở trên Sài Gòn cũng nói có ra một thứ á, mấy lâu lâu đi ra mấy cái miền Trung á, họ còn nghèo dữ nữa, nào cũng đi rượu đi thèm đi, không? Từ tại bây giờ mình đi cái đây trước đã, tại vì hồi đó chỗ đây còn chưa đi nữa mà, tại ở đây cũng đi chứ cũng mấy tuần lễ mới hết rồi không, đi hết tuần này rồi bắt đầu đi đi thêm, rồi phải đi thăm nghe nói chị hai nó còn bên này còn có bên ba còn mấy người bên này nữa, gia đình nữa nó đi thăm nữa, còn có gì gì Kim gì đó, chị có biết gì Kim không, anh có biết gì Kim không, để thôi thì anh gọi nó nói là anh không biết nữa. Để cho cái điện thoại rồi giàu lắm nha. Yeah.
thờ cũng được hết đó, không phải thờ cũng tâm cái lòng mình thôi. Cái hình thức đó là do người đặt ra, mình muốn người muốn đổi sao đổi phải không? Nhưng mà chúng ta muốn là tấm lòng của mình, không? Mà cứ tấm lòng, mà đi đâu mình có Chúa là được rồi, không? Cái nhà thờ thì đi đó. Rất là do người đặt ra thôi, không? Thêm bớt thì do mình mỗi cái xã hội khác nhau phải không? Rồi mình đặt ra này kia thôi. Đừng có giận em nha. Không, không. Em thích nói chuyện đó mà. Không, nói em là, yeah. Em là cái gì cũng nói nha. Trên trời dưới đất là thứ gì mà em biết mà hiểu chút chứ là nói. Vui. Thầy nói cũng vui vậy thôi. Có cái dao nào. Có cái vui đó. Có điều là anh biết là Chúa ai nói gì nói. Chúa mình phải được kinh nghiệm mà. Phải là ai bảo mình đi chàng đi gì không? Mình là mình kinh nghiệm mà đi vượt biên. Mình chết ra đó, mình yêu cầu Chúa cứu không? Thì Chúa mới đảo qua tin Chúa rồi, tin Chúa trong cuộc đời của mình 30 mấy năm mà. Chồng mình thấy quyền năng của Chúa đó. Quay vừa hết chuyện là chuyện là đi ăn được rồi ha. Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? À, đến là 3-4 giờ phải không? 5 giờ rồi. Từ từ mấy giờ anh ăn? 6 mấy giờ. Vậy ha. Thôi tôi đi vòng vòng hết thảo hết vòng rồi mình trở lại gặp cái quán nhé. Để cho em, có nhà anh đi, bây giờ đảo nhồng để nhà anh, rồi gặp chị thì cũng chị ăn. Nếu mình đi bận thì cũng khác, không? Là bận thì mình đi mai đi ăn chưa, không? Nếu mà em không có việc thì đi ăn, không? Anh đâu có làm gì đâu.